Đúng không? À, thôi, cho quay không được rồi quay ông à. Cầu rượu đó có gầm ông đi vô. Ông đi vô ông chạy vô tới ngã ba ông quẹo bên tay phải chạy xuống. Dạ anh tưởng đi. Lên nào anh. Ê, bên đâu mày? Bên bên đâu mà đứng ngoài chú. Mày đứng ngoài chú. Đó đứng ngoài. Anh bên ơi. Thì đưa đi anh em thì không làm. Ông ổn định rồi mấy. Ông lộn đi hỏi mấy cái tiệm cá đi cho biết cái ngon. Xe đi xe nào? Em đang điện bên nè. Anh biết như vậy. Gọi ra anh tự sát luôn. Bây giờ công an bắt. Bỏ con dừa chút. Chết luôn. Chết luôn, bỏ con dừa nữa hay còn, không biết. Còn vợ nữa. Con vợ nó thì nằm ở trong phòng. Còn mẹ vợ nó trong phòng luôn. Mẹ nó trong phòng ngủ phòng hả? Ngủ phòng. Đó của vợ nó. Nhà của cô gần đây không? Vì ở Hồng Tháp không? À. Ừ, bà già. Hiện tại ở đây nè. Chú nhà chị chích heo. Rồi giờ dọn chuột heo rồi cho ăn heo đồ ăn đó vậy đó, rồi không biết sao thương rồi đi sao con nhỏ này nó thương với nó không biết, rồi mới về á là bà già vợ của con ngân á nói mấy nói là thương nhau á thì tụi bây làm gì làm chứ tao thích. Bà già vợ thì cũng lúc đầu thì cũng nói với tôi vậy chứ thôi mẹ ơi giờ nó thương rồi giờ ta đi nói thì thôi gã chứ giờ hỏi mày chứ đâu có đâu nhiều con chuyện ghé luôn đâu.